Chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về chụp ảnh trắng đen nha. Nói về hình trắng đen á, thì nó có một cái sức hút khá là kỳ lạ. Cái lý do là do ngày trước á, nhiếp ảnh nó chưa có phát triển, thì khi mà người ta chụp hình thì nó không có thể lưu lại màu sắc được, cho nên nó chỉ có màu trắng với màu đen thôi. Đó là lý do tại sao khi mà các bạn xem những bức hình trắng đen, các bạn có một cái gì đó nó gợi lại cho các bạn một cái ký ức hoặc là một cái hoài niệm nào đó về cái thời hồi xưa. Trong bức hình trắng đen thì dĩ nhiên nó chỉ có màu trắng với màu đen thôi. Thì các bạn có thể, khi mà mình nhìn xem một bức hình trắng đen á, mình có thể giống như là trong cái tiềm thức của mình có thể tự chọn cho nó một cái màu, giống như là người ta đang mặc áo màu đỏ thì mình cũng không biết, mà mình cũng không biết cái đó là màu xanh hay là màu đỏ hay là màu, thì giống như là mình có thể chọn cho mình một cái màu khác nhau cho bức ảnh đó. Cho nên đó là lý do tại sao là những tấm hình trắng đen á, nó cho người xem rất là nhiều cái cảm xúc khác nhau khi mà người ta xem cái ảnh. Nói một tí về setup máy nha các bạn. Thì khi mà các bạn, mình á, hôm nay thì mình sử dụng máy 6D với lại cái lens 40mm f2.8. Cái này là lens pancake thôi. Lens gì nó không quan trọng. Thật sự thì mình lấy cái lens này đi tại vì nó rất là nhỏ gọn, với lại đỡ mệt nữa. Với lại mình cũng muốn cho các bạn biết là cái lens hay là cái máy chụp hình nó không có quan trọng, cái cách mà các bạn sử dụng nó mới là quan trọng. Về setup máy á, thì picture style các bạn có thể chọn là monochrome. Thì ở trong cái monochrome này á, khi mà các bạn bấm chữ info thì như các bạn thấy là mình set sharpness với contrast nó rất là cao, nó cao hơn bình thường. Contrast của mình thường thì mình set nó không có được cao giống như vậy, tại vì mình không có muốn cái sự khác biệt nó quá nhiều trong cái màu trắng, trong cái vật sáng hay là cái vật tối, mà mình muốn cho nó đều, nó hài hòa hơn khi mà mình xem. Nhưng mà trong cái hình trắng đen này á, người ta không có biết là những cái màu sắc ở trong cái bức hình là như thế nào hết, cho nên cái độ contrast nó rất là quan trọng. Mình cần có một cái độ contrast cao để mà mình nói lên những cái chi tiết khác nhau trong bức hình. Cái cách duy nhất mà người ta nhận được những cái, nhận biết những cái vật khác nhau trong cái bức hình trắng đen á, là cái độ contrast, hay là còn tiếng Việt Nam nó còn gọi là cái độ tương phản á. Thì trong một bức hình trắng đen, các bạn chú ý sharpness với contrast. Sharpness á, thường người ta không có để cao, nhưng mà mình là, mình là khác, mình là để sharpness rất là cao. Để mình về sau, rồi tại vì mình chụp raw cho nên mình sẽ về mình chỉnh nó lại trong cái phần hậu kỳ sau đó. Độ contrast cũng vậy, mình cũng để nó cao hơn một tí so với bình thường. Mình để lên là nấc thứ nhất hay là thứ hai. Thì các bạn chú ý picture size của mình khi mà mình chụp. Hôm nay đa số hình của mình chụp với khẩu độ là 2.8. Cùng với đó là thì độ nhạy sáng của mình để là 100 thôi. Tại vì mình đang ở cái môi trường, bây giờ là hiện giờ là gần 3 giờ chiều, thì cái môi trường ánh sáng này rất là lý tưởng. Ok các bạn, đó là những cái mà mình nghĩ các bạn có thể tận dụng để mà chụp hình trắng đen nó tốt hơn. Thì có một vài bạn hỏi mình về cái vấn đề chụp hình trắng đen á, thì các bạn có thể một vài những cái điều mà các bạn có thể lưu ý tới, đó chính là contrast, sharpness, với lại đó chính là cái độ tương phản với lại cái độ nét. Cái thứ hai nữa là cái chủ đề mà mình chụp. Thì những cái hình trắng đen này á, khi người ta xem thì người ta hoài cổ dữ lắm, cho nên đừng có diễn quá. Cười thì nó cũng đẹp, nhưng mà không cười thì nó sẽ đẹp hơn một tí. Thì chúc các bạn chụp những tấm hình trắng đen nó được đẹp hơn nha. Nếu mà các bạn, đó là lý do tại sao hình trắng đen nó có một cái sức hút rất là kỳ lạ. Cho nên có nhiều người ta không biết làm sao cho hình người ta đẹp hết, thì người ta chỉ cần làm cho nó thành một tấm hình trắng đen là tự động nó đẹp. Xử lý màu sắc, mình thì mình thích xử lý màu sắc hơn, nhưng mà màu sắc của mình cũng vừa phải thôi chứ không có quá nhiều. Thì mình nghĩ là các bạn thử sức với cái thể loại ảnh trắng đen này, nó có thể giúp cho các bạn nhìn ra được màu sắc nó đẹp hơn, hoặc là những cái khác biệt ở trong bức ảnh, những cái cảm xúc khác nhau trong bức ảnh đó mình có thể xem.
Chúc các bạn chụp hình đẹp thôi nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đâu rồi, nói bye bye đi em.